giải thích cho chú nhé. Chú đã đặt tiền cọc rồi, đúng không? Hứa với chú sáng nay cây sẽ về. Thế mà bây giờ chưa lòi chưa chặt ra, người cũng không thấy, cây cũng không thấy. Thế là thế nào? Hay là định lừa chú hả? Ê, chú ơi, bọn cháu mà có ý lừa chú thì bọn cháu đến đây làm gì ạ? Đúng rồi đấy ạ. Lợi, gọi anh Mạnh xem nào. 10% là 130 triệu, nhưng anh cứ đưa cả 150 triệu cho nó xông xênh, hả? Đầu xuôi thì đuôi lọt. Sao hôm nay anh cẩn thận thế ạ? Anh em mình với nhau, việc gì phải cọc? Chẳng lẽ anh sợ bọn em bùng tiền của anh à? 150 triệu anh không sợ. Cái anh sợ ở đây ấy là sợ hai chú bùng cọc của anh bán cây cho người khác. Chú yên tâm, anh em cháu đảm bảo ạ. Chú để cháu ký. Cứ cho cái chữ ký vào đấy cho nó chắc hả? Em dài thấy không? Cơ ngơi của lão chủ vườn lan này hoành tráng không? Trông cứ như là biệt phủ ấy. Mọi người trong giới gọi lão là Kha Đầu Bạc. Chỉ có buôn lan mấy năm mà lão ấy đổi đời. Thôi, vào đi. À, anh tính lại rồi. Có khi là anh vào một mình thôi. Anh đến đây giao dịch vài lần rồi nên anh biết. Lão này lão ấy ham vui lắm. Cứ có khách đến là lão ấy bày đủ trò nhậu nhẹt. Có khi đến tối không xong việc với anh em mình. Nên giờ anh sẽ vào một mình thôi. Rồi khoảng 15 phút nữa em gọi điện cho anh. Anh tìm cớ để té. Anh em mình mang lan đến giao cho lão hóa. Thế là tiền tươi mang về, ok? Có được không anh? Tại sao lại không được? Em cứ làm đúng như lời của anh dặn, đảm bảo kế hoạch hoàn hảo. Đưa tiền đấy. Đưa tiền cho anh. Anh vào giao dịch, kẻo lão ấy đổi ý là anh em mất kẻo thơm đấy. Nhớ 15 phút gọi điện cho anh. Chú ơi, công nhận là nhà chú đẹp thật đấy ạ. Hay là bọn cháu ra ngoài kia chờ Lợi đến rồi cả bọn cùng vào được không ạ? Ra ngoài đấy làm cái gì cho nó bụi bẩn chứ. Ở trong này vừa sạch sẽ vừa mát mẻ. Cứ đợi Lợi nó đến rồi mấy anh em cùng về nhé. À, ở đây rồi, làm gì mà lâu thế? Chú ạ, anh Mạnh chưa về đây hả chú? Đây, mấy chú cháu đang ngồi đợi, có thấy ai đâu. Đi, đi tìm ông ấy, đi. Ê, ê, này, đứng lại. Ngồi xuống. Vào đây. Ông vào đây. Ông ngồi xuống. Giải thích cho chú nhé. Chú đã đặt tiền cọc rồi, đúng không? Hứa với chú sáng nay cây sẽ về. Thế mà bây giờ chưa lòi chưa chặt ra, người cũng không thấy, cây cũng không thấy. Thế là thế nào? Hay là định lừa chú hả? Ê, chú ơi, bọn cháu mà có ý lừa chú thì bọn cháu đến đây làm gì ạ? Đúng rồi đấy ạ. Lợi, gọi anh Mạnh xem nào. Thế nào? Chú thấy chưa? Cháu gọi anh ngày mai có được đâu. Chú để anh em cháu đi tìm. Cháu sẽ bảo anh ấy mang trả lại tiền cho chú ạ. Ngồi yên đấy. Định đánh bài chuẩn à? Trả tiền cọc qua đây rồi muốn đi đâu thì... Là ông Mạnh cầm cây của chú, chứ cháu có cầm cây của chú đâu ạ. Cháu còn đang bị ông ấy cầm cả một đống tiền đấy ạ. Nên nhớ, trong tờ giấy biên nhận là có chữ ký của cậu đàng hoàng nhé. Nhưng cháu nói thật với chú, là cháu không cầm tiền của chú. Cháu còn đang bị thằng Mạnh nó lừa đấy ạ. Tao không cần biết cái chuyện của mày với thằng Mạnh là thế nào. Tao chỉ cần biết là tao đã đặt cọc tiền và mày đã ký vào cái giấy biên nhận ấy rồi, thì mày phải có trách nhiệm trả tiền cho tao nhá. Còn nếu không đừng có trách. Gì? Chú định làm gì tôi? Chú đi tìm thằng Mạnh mà đòi. Nó cầm tiền của chú chứ tôi cầm được đồng nào đâu. Thằng danh con này định bật à? Mày nên nhớ nhá, tao chỉ cần đưa cái giấy biên nhận và camera của cái phòng khách này cho công an thì mày đi tù mọt gông con à. Ôi, chú ơi, chú cứ bình tĩnh đã. Lợi, xem cái nào đi. Danh con